こんにちは。はい、これから皆さんに自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。私はチャン・タイタオです。1999年に福岡で生まれました。2019年7月の留学生です。どうぞよろしくお願いします。Em đang ký trường Edo ở Tokyo ạ. Trường Edo đúng không? Thì theo chị được biết thì trường Edo là môi trường khá tốt đấy. Thì chúc mừng em đã may mắn vì được chọn đúng môi trường tốt nhé. Vâng ạ. Em đi du học ở Riki Nihongo thì em hoàn toàn không mất phí xử lý hồ sơ nên là chi phí đi du học của em khá là rẻ. Tiền học phí của em là 77 man, lúc đấy là khoảng 168 triệu Việt Nam. Tiền vé máy bay thì em đi Japan Airlines thì khoảng 9 triệu. Ngoài ra còn có các chi phí như là phí thi tiếng Nhật NATET là 700.000, phí chứng thực bằng cấp là 350.000, phí xin visa là 630.000 và phí chuyển phát nhanh hồ sơ là 1 triệu ạ. Tổng chi phí của em hết khoảng 177 triệu ạ. Và em muốn cảm ơn bố mẹ và các anh chị ở trung tâm đã luôn đồng hành và tận tình giúp đỡ em trong quá trình xử lý hồ sơ du học ạ. Em muốn nhắn nhủ đôi chút với các bạn là các bạn nên tìm hiểu một trung tâm uy tín và có trách nhiệm đối với mình, ví dụ như là Riki chẳng hạn. Thì lúc đầu em cũng như các bạn đấy thôi, cái khoảng thời gian đầu mà tìm trung tâm để xử lý hồ sơ du học mình cũng rất là hoang mang. Nhưng mà sau khi tìm hiểu và có hỏi các anh chị khóa trên, các anh chị đã từng đi rồi, thì em cũng đã quyết định là đặt hết niềm tin vào trung tâm. Và cho đến thời điểm hiện tại thì em vẫn rất là hài lòng và cảm thấy may mắn khi mà từ đầu mình đã chọn Riki. Em cảm ơn Riki ạ. Chị còn vài ngày nữa thôi